và người Công giáo tại Úc Đại Lợi cũng đã bất ngờ trước tin tức Đức Giáo Hoàng từ chức, tin từ Sydney. Người dân Úc Đại Lợi bất ngờ khi Đức Giáo Hoàng Benedict tuyên bố sẽ từ chức vào cuối tháng này. Ngài nói rằng mình không còn đủ sức mạnh tinh thần và thể chất để hoàn thành chức vụ nữa. Đây là lần đầu tiên từ 600 năm nay một vị Đức Giáo Hoàng đã từ chức. Đức Tổng Giám mục Dennis Hort của Giáo phận Melbourne cho biết họ sẽ luôn nhớ tới những thành tựu của Đức Giáo Hoàng Benedict. Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã nhiều lần xin lỗi cho sự thất bại của Giáo hội Công giáo trong việc nhổ tận gốc tình trạng lạm dụng trẻ em của các linh mục. Nhưng các nhà phê bình nói rằng Ngài đã làm quá ít và đã thất bại trong việc ngăn chặn tình trạng số lượng giáo dân suy giảm nhanh chóng tại Tây Phương, đặc biệt là ở châu Âu, quê hương của mình.